Liên quan đến vụ sập sàn căn nhà đang xây dựng tại phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào trưa 12 tháng 12 năm 2023, cơ quan chức năng đã thông tin thêm về vụ việc. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức cho hay, hiện trường căn nhà bị sập sàn là vị trí do chủ nhà cơi nới thêm, được xác định sai phạm và phường đã nhiều lần nhắc nhở. Trước đó vào ngày 29 tháng 11, lực lượng chức năng phường Trường Thạnh phát hiện công trình sai phạm nên đã lập biên bản nhắc nhở, đề nghị chủ đầu tư khắc phục hiện trạng ban đầu. Đến ngày 2 tháng 12, đoàn chức năng tiếp tục kiểm tra, ghi nhận chủ nhà vẫn chưa khắc phục hiện trạng. Sau đó, phường tiếp tục lập biên bản thì chủ nhà mới tự thuê công nhân khắc phục. Đến sáng 12 tháng 12, trong lúc đang thi công khắc phục thì sàn nhà bị sập. Thời điểm xảy ra vụ việc, có 3 công nhân đang thi công, trong đó 2 người chạy thoát, 1 nạn nhân bị mắc kẹt và tử vong. Được biết, cả căn nhà được xây dựng trên đất nông nghiệp. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.